Team châu Phi Wally Vlog rục rịch về Việt Nam sớm, thuyền trưởng lỡ miệng lộ bí mật về Thủy Tiên. Trong chia sẻ mới nhất, Team châu Phi cho biết dự kiến khoảng tháng 5 Quang Linh trở về Việt Nam. Tuy nhiên, với những động thái gần đây, dân tình liên tục đặt nghi vấn nam YouTuber đình đám sẽ về Việt Nam sớm hơn dự kiến. Vừa qua, Quang Linh đã đăng tải một đoạn video cực kỳ xúc động về mẹ và bà của mình cùng với nhiều lời thương nhớ khiến ai xem cũng cảm động. Nhiều khán giả cho rằng chàng trai xứ Nghệ hiện đang rất nhớ nhà vì khoảng thời gian dài chưa được về nhà cũng như lỡ mất dịp hội tụ vào dịp Tết vừa qua. Không chỉ nhớ bà và mẹ mà còn một lý do khác khiến Quang Linh phải sốt ruột muốn về Việt Nam sớm. Cụ thể, thời gian qua anh chàng được fan đứng ngồi không yên khi chị gái bất ngờ họp đòi livestream. Đáng nói, hàng loạt bí mật về Quang Linh đã được chị gái tiết lộ trong những buổi livestream khiến dân tình được một fan cười nghiêng ngả. Nam YouTuber lo lắng đến mức đã phải nhờ nhân viên trong công ty rút dây mạng mỗi khi chị gái có hé lộ điều gì về mình. Bên cạnh đó, trong một đoạn video được người hâm mộ chia sẻ những ngày qua, hồi đấy thuyền Quang Linh Thủy Tiên lại được một fan xôn xao. Cụ thể, khi đang vừa hát vừa trò chuyện cùng thuyền trưởng Tiến Nguyễn, trong lúc Quang Linh đang trút hết bầu tâm sự buồn bã hát trả lời anh em làm gì tối nay, thuyền trưởng Tiến Nguyễn đã bất ngờ nói, bà còn đang phải đi quét rác, cứ ngồi đấy mà hỏi. Được biết, vừa qua Thủy Tiên gây sốt với hình ảnh đi làm nhân công quét rác nên không cần nói cũng biết nhân vật được Tiến Nguyễn nhắc đến chính là Thủy Tiên. Pha thể miệng của thuyền trưởng khiến người hâm mộ cặp đôi vô cùng thích thú. Có thể thấy dù đã lâu không nhắc tên nhau nhưng mối quan hệ giữa Thủy Tiên và Team châu Phi vẫn đang rất tốt. Bên dưới bình luận, dân tình liên tục réo tên Quang Linh về Việt Nam hội ngộ Thủy Tiên. Về Việt Nam sớm Linh ơi, Tiên đợi mòn mỏi quá rồi. Dự là Quang Linh chắc rốt ruột về Việt Nam sớm chứ vừa nhớ bà nhớ mẹ vừa bị chị gái bóc bí mật. Người kia thì đi quét rác, đủ thứ chuyện ở Việt Nam như này thì chắc kiếm đường mà về lại. Em thì quét rác, anh thì cứ ngồi đó mà hỏi. Một câu thôi là đủ thấy mối quan hệ của Thủy Tiên, Quang Linh chắc chắn có gì đó, người trong cuộc mới biết thôi. Thời gian gần đây, Quang Linh Vlog và Thủy Tiên là chiến thuyền sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Không chỉ khán giả và đến bạn bè người thân của cả hai cũng nhiều lần tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi khiến dân tình thích thú. Từ châu Phi sang Việt Nam, thậm chí ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng nhiều lần có động thái tích cực ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc. Trong một buổi trò chuyện cùng khán giả của mình, bên cạnh công việc, nam YouTuber cũng lần đầu dành thời gian tâm sự giải đáp thắc mắc của mọi người. Cùng Thủy Tiên trở thành cặp đôi được yêu thích trong thời gian qua, thế nên Quang Linh liên tục được dân tình đặt câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm hiện tại với nàng hậu. Đáp lại, Quang Linh lần đầu lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Theo đó, nam YouTuber khẳng định vẫn độc thân và cho biết, thôi mọi người đừng hỏi về vấn đề yêu đương nữa, buồn lắm. Dù nói buồn là vậy, thế nhưng Quang Linh lại vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ, khiến cho người xem không khỏi thắc mắc. Đầu năm 2023, các thành viên Team châu Phi gồm Tiến Nguyễn, Hùng Ca Ca, Lên Philip và Bé Điệp đã về Việt Nam để đón Tết. Về phía Quang Linh, anh vẫn ở lại Angola để lo liệu công việc. Tại Việt Nam, các thành viên Team châu Phi không chỉ có dịp đoàn tụ với gia đình mà còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa tại quê nhà. Được biết, sau khi các thành viên quay lại Angola, Quang Linh Vlog cùng Linh Đồ và bố con Lơ Con sẽ lên đường về Việt Nam. Trước đó, Quang Linh cho biết không về Việt Nam vì công việc tại trang trại rất nhiều, nên cần có người ở lại để quản lý. Chính vì vậy, chàng trai xứ Nghệ đã quyết định ở lại trang trại và đợi khi Team châu Phi quay lại làm việc sẽ lên đường về Việt Nam sau. Về phía các thành viên Team châu Phi tại Việt Nam vừa qua, mọi người đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa khi cùng Hoa hậu Thủy Tiên tới trường học cho trẻ em vùng cao. Được biết, Thủy Tiên cùng Team châu Phi đã chính thức khởi hành chuyến hành trình điểm trường yêu thương. Đây là dự án xây trường học cho trẻ em vùng cao mà Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cùng Team châu Phi đã ấp ủ thời gian qua. Team châu Phi tiết lộ cho biết khoảng tháng 5 khi các điểm trường xây xong, Quang Linh sẽ về Việt Nam để khánh thành trường cùng Thủy Tiên.